ghê thiệt. Gì đây, gì đây? À, cái gì đây trời? Kia đi ngang không gặp, không lấy gì hết trời. Trời. Đứng đây hoài. Đồ. Thấy anh bữa rồi chợ chợ. Thì đó là từ bữa đó tới nay mới lại mới gặp á, gặp lại đó. À, thiệt tình. À, dữ dằn vậy. Đâu? Này là mua hay lụm đây ông nội? Lụm. Đồ cái vỏ lụm luôn. Cái món này mẹ phải mua vậy? Lụm luôn. Lụm luôn đâu. Cái món này lụm luôn nè. Đâu thiệt tình mà. Cái ti luôn dữ dằn. Ba ông nào cũng dữ hơn tôi đây. Ông này ông dữ hơn tôi luôn á. Má dữ dằn chứ. Lụm luôn. À, đúng. Đau não này. Đúng. Cái này là dữ dữ đúng là đút tay vô hả? Má ăn chậm sao nó giữ lụm được không? Ghê quá dữ. Dữ không? Dữ không? Dữ không? Dữ không? Dữ không? Ủa, cái ông lúc nào ông rồi? Ủa cái nè. Ủa cái này là giống như cái yên xe của lùng lùng phải không? Nè. Cái giống cái cơ của lùng nè. Nó có thông báo kêu lên gắn thêm cái đầu ấy, nó không lên gắn đi. Có thông báo đó mày. Gắn cái đầu gì? Gắn thêm cái đuôi ấy đó, miễn phí đó. Nào có tin nhắn có thông báo mới lên. Gắn thêm cái đuôi hả? Ai cũng muốn lên. À, vậy là ai có tin nhắn mới được thôi. Mấy thằng kia nó bản số 29 đụng mới lấy xe sau mình nữa mà đụng mới nó gắn rồi. Gắn cái đuôi là gắn cái gì? Mấy thằng 8 tiếng, 10 tiếng gắn trước, mình đăng ký 5 tiếng gắn sau. Ra cái gắn đuôi nó dài ra không? Gắn cái thêm cút nè. Gắn nó con bầu thêm cút, cái yên nhỏ nhỏ này đây nè. À. Đâu. Vậy là cũng gấp 3 xị rồi đúng không? 3 xị mấy, 3 xị mấy nhưng mà chưa trừ á. Ủa cái mấy người kia đề nghị hay sao là nó cho vậy? Đi một kiều qua không hay sao mà 8 giờ tới ấy thôi á. Mà đi một chiều không cho mà hết pin ra vậy. Thì đâu à, kiếm được 300 mấy rồi, hết pin. Ủa mà chạy 300 mấy mà sao hết pin à? Mấy xe hàng này là nó chạy dữ lắm. 300 mấy thì còn ba mấy phần trăm đó. Ý là chiếc xe mà đợt trước xe nè, tôi chạy từ từ anh đụng á, từ bữa thôi chứ đâu phải. Không để ý rồi chắc bữa nay chạy một chiều nhiều. Nó biết là chạy xong nói chung là mình không có đậu đó. Mình xong hả? Mình đi đó về cái đụng mấy cái nông hợp lại đó. Còn hồi bữa đụng á chán ta ngồi ta đậu. Hỏi anh vô quận 12 Hóc Môn mà đậu đéo gì đó thì rất dễ ngồi đi. Cái này có điện thoại không? Có chứ. Mở lên sao mở rồi đu giữ ra đằng ta hai điện thoại luôn. Sao nó chạy ra. Ủa, đúng rồi. Ủa, ông sao ông tin mắt không? Ông nhìn đây mà ông biết ông hay vậy? Ông nhìn xa rồi. Quá tin mắt dễ sợ luôn trời. Tôi còn không nhìn ra ông đâu mà. Tôi thấy ông lụm cái gì đó. Ừ. Cái này bao nhiêu cái nó mà hiểu vậy? Mà có cụm lông đúng không? Ừ. Đầu má ta cũng có cụm lông. Có cụm lông luôn, đầu móc ra rồi. Đầu má giấu ở trong đây. Trong đây được giữ dạng vậy, cụm lông à, cụm lông. Á con hả? Cụm lông con hả? À cụm lông là không ra bỏ chúa, không cụm này là không gì. Cụm này siêu sinh hả? Cụm lông là cụm lông siêu sinh hả? Đang ấm. Ờ có mở này lên là làm điện thoại sao? À mở lên làm điện thoại sao? Thò tay chứ không mở lên hả? À, mở ra lấy ra thôi. Đâu có vậy đâu chứ còn gì nữa. Thì của người ta đâu người ta lấy được đâu. Đó, vậy thôi chứ. Vậy đó. Sao mà tao giật được? Đó. Vậy sao tao giật được? Rõ ràng rồi. Còn cái này. Ở cái chung này. Là mình nó cũng không có đáng gì phải không, nhưng mà mình mất công mà đuôi thì làm biến đi cầm tới cầm lui cầm tới cầm lui. Đó. Nhưng nói chung là người ta 2-3 điện thoại mà gắn cái điện thoại này còn coi phim hay gì lấy điện thoại khác. Đó. Đó. Đây hai cái nè. Là cái điện thoại tôi á là tôi làm biến để kè kè đó phải không? Đó. Để cố định.
Rồi bây giờ nhà không rồi tôi câu vậy ra tôi sạc tôi để lên để luôn. Đâu ai đâu đâu lấy xuống đâu. Đâu lấy cái điện thoại ra coi. Đó. Đấy là đây là cũng vậy. Đó, đâu đó vậy thôi. Xe được mấy trăm, ủa sao là có bố chưa được năm sao nữa ông nội. Đậu quá đâu rồi năm sao gì đậu quá mấy đứa 327 ngàn. Bữa nay chạy có đậu quá một chuyến 127 ngàn thôi. Ôi, bữa nay gì? Xạo. Anh xạo anh ơi. Không bóng như gì hiệu sức gì đó. Đó đậu hiệu sức gì? Là nó chính xác rồi. Bấm ta thống kê thu nhập á hả? Không, cái kia cái mới á. Cái mới gì hiệu sức gì đó. Đâu có hiệu sức nằm chỗ nào đâu. Hiệu sức ở đâu có là hiện gì đâu. Hiện chiến cái nào năm sau á xích lên kìa. Thống kê nhập đâu có đâu, hiệu sức là hoạt động đó, anh bấm vô. À, hiệu sức hoạt động à. Bấm vô là biết là bao nhiêu cuốc liền. Đâu có rồi. Đó điện thoại ông nội ơi. Xích lên nè. Đâu có rồi. Đó là tỷ lệ. Tỷ lệ hiệu sức. Kỳ lưu ý gì đó. Có gì lưu ý gì sao đó mà, sao mình có con bấm lên đó là có thấy chiếc. Ồ có lưu ý gì vậy? Bữa nay chạy cuốc nhỏ không à. Ủa nhỏ thì sao mà có nhỏ không à, đâu. Bữa nay chạy cuốc nhỏ không à. Ủa hôm nay thứ sáu nãy sao ông 27 ngàn? Lý do gì đó có cuốc một à. À, đúng rồi, ông bấm qua ngày nè, không bấm ngày trước, ngày 31 nè. Vàng. Đụng nó không vô luôn ta. Không vô. 30 nè. Nè, nó giống như nè, tỷ lệ hoàn thành nè, 12 chuyến nè, 1 chuyến được 5 sao nè. Đúng không? Ủa sao tôi không có cái vụ đó nè. 30 mới có, 31 hình như nó quên rồi. Nó chưa cập nhật nữa. Ủa nó ghi chữ gì vậy? Công chiến luôn. Lưu ý gì vậy? Lưu ý số liệu tính thưởng cuối cùng sẽ được đối soát và cập nhật hàng ngày. Năm 30 được rồi. Năm 30 á. 30 trên kìa, 30 đó rồi cũng chưa chạy tới cái gì vậy. 30 tháng 6 là anh chưa chạy tới tháng 6. Nay mới 1 tháng 6 à. 30 tháng 5. Đó, 7 chiến đó, thấy chưa? Nó 31 là nó quên rồi. Có luôn hả? Hiệu sức hoạt động có luôn hả? 7 chiến luôn hả? Lý được coi có sao đó, đánh sao á. Khách hàng mà đánh 5 sao hay là gì đó. À, khách hàng không đánh. Có hiện lên, có hiện lên. Máy ông dở không bấm được gì đâu. 31 đâu có đâu đúng không? 31 thì không có, 31 không hết rồi. Hôm bữa tôi đi ra ngoài Quận Nhất. Đậu quá cái tôi lo tôi đi về cái đậu quá nên đó quăng cho tôi cuốn đi 3 tháng đi ra 3 tháng 2 gọi tôi tải ra 3 tháng 2. Cái tôi mơ chạy đi về 1 tháng 2 quá nữa biết sao tôi nó không bị. Đó tôi đụng quá tôi thấy vậy.